Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Mẹ Hồ Văn Cường nói duy nhất một câu khi con trai bị Phi Nhung công khai tố mắc bệnh ngôi sao. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Phi Nhung cho biết bố mẹ Hồ Văn Cường cũng không dạy được cậu bé. Bản thân nữ ca sĩ chấp nhận những lời lẽ khó nghe khi mình đưa chuyện của con lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng chung tay dạy dỗ. Cách đây không lâu, Phi Nhung gây bão khi bất ngờ chia sẻ việc Hồ Văn Cường bị mắc bệnh ngôi sao. Bức xúc trước thái độ hành động của con trai, nữ ca sĩ mong các fan của cậu bé không được chiều hư. Đồng thời Phi Nhung cũng muốn nhờ cộng đồng mạng cùng mình dạy con nghiêm khắc hơn. Bài đăng này khiến dư luận tranh cãi khá nhiều. Nhiều người đồng tình, kể lại cho rằng không nên mang chuyện gia đình lên mạng xã hội, sợ Hồ Văn Cường cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Vừa qua, chia sẻ của một bài phỏng vấn với nữ ca sĩ, trong đó Phi Nhung thẳng thắn nói về chuyện đã qua. Cô cho biết bản thân đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa chuyện lên mạng. Tuy nhiên, vì đã nhận Hồ Văn Cường làm con, nên cô nghĩ bản thân phải làm tất cả có thể. Sau bài đăng của Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã có nhiều thay đổi, bắt đầu biết dọn dẹp nhà cửa phụ giúp mẹ và đặc biệt là thư gọi mỗi khi đi học về. Phi Nhung dù nhận về những ý kiến trái chiều nhưng cũng không mấy để tâm. Cô khẳng định, giữa tôi với Cường là người trong nhà, ai chửi gì mặc kệ, miễn sao con mình ngoan là được. Đó là chuyện giữa tôi với Cường thôi. Tôi không cần biết ai nói tôi thế nào. Ai chửi tôi là mụ phù thủy khi dạy con tôi cũng chấp nhận. Tôi mặc kệ, miễn sao con phải thay đổi. Tôi phải làm như vậy thì con mới thay đổi được. Có người cho rằng việc đem câu chuyện đời tư lên mạng sẽ ảnh hưởng tâm lý của Hồ Văn Cường, khiến cậu bé gặp áp lực tâm lý. Tuy nhiên Phi Nhung lại nghĩ đây là điều con trai nuôi khó tránh khỏi trong tương lai, cần phải tập đối diện. Tôi biết mình làm như vậy là quá đáng, nhưng không làm như thế thì tôi cũng hết cách. Cuộc đời tôi chưa bao giờ đánh con, tôi nói to nói nhỏ con cũng không nghe. Nhưng nếu cứ để con như vậy, nó sẽ suy nghĩ sai, nó sẽ ở trong nhà và sống ảo với các fan, con sẽ bị hư, Phi Nhung nói thêm. Chia sẻ về thái độ của bố mẹ Hồ Văn Cường, Phi Nhung tiết lộ, cô đã trao đổi với họ và nhận được sự tin tưởng. Mẹ Cường nói, tôi muốn làm gì làm, vì mẹ Cường cũng không dạy được. Thật ra Cường không phải là đứa bé hư, nó rất ngoan, nhưng tôi phải để cho con gặp cú sốc để thay đổi. Con biết cuộc sống phải có những chuyện như vậy. Sau này khi không có mẹ bên cạnh, khi mẹ về Mỹ, con đi hát và chọn nghề hát rồi, thì phải nhớ cú sốc này để làm tốt, Phi Nhung nói. Giọng ca Bông Điên Điển khẳng định, nếu mình không dạy được con, sẽ để mạng xã hội làm thay việc đó. Cô muốn nói thẳng những mâu thuẫn giữa hai mẹ con để Hồ Văn Cường chừa. Giờ đây mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã trở lại bình thường. Nữ ca sĩ cho biết, trong tương lai sẽ để con trai được thoải mái lựa chọn hướng đi. Hồ Văn Cường từng tâm sự, muốn theo học tài chính marketing, cô rất ủng hộ và chia sẻ thêm. Con đủ thông minh để lựa chọn, dù học ngành đó nhưng Cường vẫn đi hát bình thường. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.